tiếng cô còn không ai biết. Anh cô về thế nào? Cô có gì sang tay đến tiếng với con cháu thế nào? Mời cô, đến nói chuyện đi ạ. Cháu hỏi có phải cô dán cho mình không nhỉ? Cô gật đầu cái thế nào? Cô đấy. Cô mà phải thích cô tí. Cô yên nhé. Hay là mời cô muộn quá. Cô về cô gật đầu cho con cháu biết nào. Cháu cũng mời ông bà trước để xem ông bà có chỉ giáo gì không. Bây giờ mới mời đến cô. Nào, có gì cô sang tay cho con cháu nào. Hỏi cô đi, cô là tình hình. Ở đây thì có lẽ là cũng có ông bà thì cô nói như anh đi thì hôm nay anh cũng để đây chỉ để con thầy đến anh nói hôm nay như đây cô nên là anh phải cô về cô có gì cô nói với cái cháu nào bố cháu cũng về này chú về này là con cháu đông này, cô về cô mở mắt ra cô nhận diện con cháu nào, tất cả con cháu nên về làm lễ cho mọi người, con cháu về, cô đánh tiếng đánh lời cho con cháu nó biết à, chỉ bảo con cháu nó nào, cô xin đẹp cô đi đây rồi đó, nay cô về là bảo nó về. Đấy, các anh trai chẳng nói chuyện với em là giận đấy. Thì em thì cháu chị nói chuyện với cô là chị giận này. Đấy, cô. Đấy, anh với cô. Đấy, cô nhận cháu đi đâu thầy nào cũng bảo là có cô kiêm lắm, cô giúp con giúp cháu nhiều người mà chúng tôi chẳng biết đến cô. Này cô thỉnh giáo cho mấy đường này không? Mọi người nói vẫn biết hết, em không cứ không làm cái gì hết, kiểu không biết là thế gì, liệu có phải là cô đấy mà cô lên đây thì mày này vẫn nghe mọi người nói hết nhưng mà không điều khiển hành vi mà không chống đối được đâu. Đấy là có dòng điện sinh học rồi nữa để xem là nào ngồi đi nào. Xin phép quan thần linh cai quản lại linh quang điện cho phép chân linh của Vũ Thị Giá mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời chân linh cô Vũ Thị Giá mượn ghế người trần gian. Xin thỉnh mời chân linh cô Vũ Thị Giá mượn ghế người trần gian. Rồi lại cô. Hôm nay cô về đây sang tay lại lời cho con cháu này, anh em này. Rồi lên đi nào. Cô gật đầu một cái nào. Gật đầu. Gật mạnh cái nữa. Ghế này chưa giờ nhập được. Nay cô nhập được và là cô siêu lắm rồi. Đúng rồi. Ghế này cũng cứng đầu lắm. Cô cười rồi đấy. Cô cười là cô đúng à? Là cô mạnh lắm mới nhập được vào đấy. Cứng đầu lắm. Hôm nay nhập rồi đấy. Cô về đi. Cô về cô cười nói vui vẻ với mọi người thế nào. Nói chuyện với mọi người nhé. Hỏi cô đi. Cô về cái ghế này là... Bây giờ cô đi hầu ở đâu chưa? Cô đi hầu thánh chưa? Mày phản đội ra tiền như này giải oan cắt kết những người chết trẻ cũng được hết oan kết. Số chưa chết này mới chết. Hôm nay các thầy cũng hóa giải hết rồi. Hôm nay cô về cô sang tay cho con cháu. Nghe nói cô thiêng lắm. Cô phù hộ cho anh nào nhiều nhất? Anh nào cũng anh theo. Cô về cô phụ hộ cho ngài, cô là tiếng là biết cháu anh lên đây anh hỏi cho cô về hợp với anh nhé. Đấy, xem nào. Đúng không? Đúng là hợp anh không? Thơ cô đó mà. Cô có hay về cháu vẫn hàng
em hàng tháng cháu vẫn là cô mới có học học với cháu không? Ra ra rồi. Chỉ đâu tới lúc nãy ở dưới kia thì đúng là tự nhiên em thấy bụp một phát xong rồi em không biết cái gì, em nghe mọi người nói nhưng em không cử động được. Thôi giờ thì nhờ cô kia thôi. Mệt. Đã tiêm nhập siêu phát rồi không mệt đâu. Vâng. Chứ không phải mai nhập đâu mà sợ. Thế này. Hay cô ngồi đấy cô phán luôn. Đến đây. Cơ nối thôi. Chả về em nhập vào con này con lên lời lên tiếng cùng với anh em cũng chả về. Mời cô lên đây, cô về đây, cô về đây. Đấy, cô về đấy. Đấy. Nhập luôn. Cô nói cho con cháu biết. Ước mong mãi chả bao giờ gặp được cô này, cô về cô lên cô gặp mọi người thì vui quá. Hôm nay ông bà cũng vui rồi. Cô vui không? Vui. Anh em cháu. Thưa bà. Cháu tương lai của bà này. Nào, thế cô lên chưa? Cô lên chưa? Cô nhận diện con cháu tí nào? Cô lên đây. Nào. Anh của cô đây. Cô có biết những đứa nào đang thờ cô không? Đây, đây, đây. Đứa nào đang thờ cô mà cô học đứa nào nào? Cô biết những đứa nào đang thờ cô không? Cháu thấy là bên họ Vũ này là các cô là còn sang tai sang tiếng tốt chứ còn đấy, có gì cô lên cô chỉ bảo cho mọi người. Cháu biết là cô giỏi lắm. Cô đi hầu thánh chưa? Cô đi hầu thánh rồi. Cô đi hầu mẫu ở đâu? Nhiều lắm à? Thế bây giờ cô hay ngựa đèn nào? Theo mẫu màu gì? Cô mặc màu gì? Màu đỏ à? Màu đỏ? Thế mẫu Thượng Thiên à? Thiên Tam Đảo à? Có đúng không? Đúng không? Cô đang ngựa đèn nào đấy? Để con cháu biết nào. Mẫu Thiên à? Có đứa nào nó biết lễ lạc gì để hầu cô không? Cho cô nghe hát văn cô hầu đúng bốn luôn được xem. Đúng, cho cô hát văn. Thật này. Nào, thế cô sang tay cho con cháu tí nào. Thế bây giờ cô đang làm việc thánh thì cô làm ở vùng nào nhỉ? Ở bên nào nhỉ? Cô làm việc nào cô? Cô phải lên tiếng, cô chỉ thế thì con cháu chưa biết rồi. Cô ở Tam Đảo. Cô mẫu ở đâu? Tam Đảo. Cô ở trên Tam Đảo. Cô nghe văn cô muối được xem này. Cô muối luôn cho cô rửa cái nhà. Thank you.
nhiều của cô rồi.
tí nữa theo điện nhà nó để con cháu chả thấy chi gặp con gặp cháu đi có được gì dạy con được cháu thì xin cô tha hoa đi cô. Con cháu biết được thờ phụng cho chu đáo. Rồi, hết bài rồi. Cô sang tay cho con cháu đi. Cô sang tay cho con cháu tí nào. Chờ đợi cô lâu quá rồi. Con cháu ngoài không thấy không? Cô có bên cháu không? Nghe tiếng tâm của cô. Cháu ơi, cháu thơ cô hay về bên cháu không? À, vâng. Tốt nhất. Vâng, cô phù hộ cho chúng cháu nhá, cho tất cả mọi người cho cháu nhá. Có điều gì cô chỉ dạy nào. Thế cháu cảm ơn bà nhá. Cháu hỏi cô một tí là cháu hỏi cô một tí là có một bà cô tổ tiên hoa công chúa cùng nhà mình hôm nay có về không? Không về được à? Chắc là bà làm ở Cao Quá rồi. Ở đâu hả cô? Cô ấy, ông Hương có về không cô? À, ông Hương đi về. Còn có ai muốn lên nữa không cô? Ai muốn lên nói với con cháu nữa không cô? Con cháu đứa nào biết làm lễ thánh để cô không? Chỉ cần có tâm thôi. Đứa nào đấy hả cô? Tâm khó thì cũng được. Năm nay nó làm được tí nào cho cô chưa? Cháu biết rồi. Hôm nay nó làm ở đấy cô. Hôm nay nó làm ở đấy cô có lên dựng không? Cô có biết cái đền đấy ở đền nào không cô? Cô có nhớ là cái lễ nó làm ở đền nào không? Cháu làm lễ ở đền nào không? Cô có nhớ ở tỉnh nào không? Cô chưa không được. Chưa không quan số nào. Chưa không quan số nào. Cũng là... một vui mình múa quạt múa hát là hay cũng múa quạt cũng múa với mọi người đấy chúng cháu rất là vui ngồi đây cô có nhận diện ra chúng cháu mong muốn gặp cô làm sao có dặn gì ông Khải không? Anh cô đây cô có dặn gì ông anh các cô đấy. Cả em cô ở đây, anh là anh cô, còn đây em cô ở đây, cả cô có. Anh, em, các cháu có dặn gì được không? Không á. Quả bà nói thế, thế là dặn hết rồi ạ. Thế con lên, cháu vui thì lo chi đáo chưa? Chi đáo rồi, thế thì hợp tất cho mình nhá. Cháu thấy cô múa là cháu thích nhất. Nhá. Thấy cô hạ. Cô bây giờ cô lúc ở cái đèn cao như thế là cô... Alo. Sao cháu muốn cô vào để sát tay mà sao cô không vào cháu? Đấy, cô đi học mấy chân cô chả vào, chẳng vào. Cứng đầu. Ở đâu nào đâu? Đang ở chỗ nào? Cô cứng đầu. Cứng đầu. Nhưng mà biết tâm lắm đấy. Ok. Cô biết đâu? Thế, bố là đắt mỏ, đắt lộn lộn của chị. Không có làm mấy ông đấy hút. Ông Mãnh ở trên cô thì xem tem tiếp, xem tem tiếp có gì không làm quan không? Nhà mình có ai làm quan to không? Ông nhà mình có ai là quan to không? Ai cũng
hào là quan trọng. Cấp tỉnh hay là trung ương nhỉ cô? Tầm nào rồi? Cao lắm à? Nhưng mà hôm nay ông về tí xong ông lại đi luôn à? Ông đi họp. Nhưng mà con cháu mà làm lễ này mời ông là ông cũng biết mà ông cũng có về dự đây đúng không ạ? Vâng. Rồi, thế thì cô che chở cho các đối tiểu nhá. Vâng. Thế nhá. Vâng, chào cô ạ. Thế thôi nhá, không mệt. Đấy, cô bà cô tổ lại à, cô các cô lên phải vui vẻ thế mới đúng. Các cô là đi hầu thánh mà. Đấy, vui vẻ rồi. Có ba cái con trẻ. Thầy xem nào. Thầy xem đều tốt hết cả rồi. Không, mời không mời được. Mời nhưng mà mình lại nhập vào cô này thôi. Cô cố mệt ra. May quá giải được hết rồi, cô yên tâm. Dạ. Có điều khiển để nhập người khác thì người khác thì lên sẽ không nói được. Thì bố đang ở đây nhập nhớ nhất mà cứ gọi khác là khi bố đang. Bây giờ gọi được bố là đúng rồi, gọi ra là lại nhập này. Hay là cho bố sang phòng khác. Phòng khác cũng lại trong cái nhà này là hoặc là đấy lại gọi là nhảy bố ngay. Cô này là ngày xưa là cũng hay ấy là cũng nhập được rồi, nhưng mà hôm nay thì là thế nào? Là chưa phải lúc đầu tiên là chưa còn hai mấy cô này là vàng rất một lượt. Cô mình nhé. Tỉnh chưa? Thấu, thấu ơi, thấu. À anh nhá, ra lập lá số cho chị bạn anh đi đây. Rồi.